Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2766, Ngươi quên một sự kiện. Nữ nhân trong mắt tản mắt ra nguy hiểm quang mang, thề. Hung hăng một bàn tay vỗ xuống đến, bành. Lữ Thiếu Khanh thân thể so với trước đó càng cứng rắn hơn. Trước đó thân thể giống mặc vào một kiện bố giáp, như vậy hiện tại chính là mặc vào một kiện thiết giáp, lực phòng ngự tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Nữ nhân một bàn tay rơi xuống, mặc dù đem Lữ Thiếu Khanh đánh cho lui lại hai bước, trên thực tế không để cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân không chịu thề, lớn tiếng la hét, nói xong, ai chơi xấu người đó là chó con. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nàng bỗng nhiên giơ tay phải lên, không gian chung quanh bỗng nhiên quang mang tăng vọt một đoạn. Giống trong phòng đột nhiên mở một chiếc đèn. Lữ Thiếu Khanh tâm bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, phảng phất có đại họa lâm đầu. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt quang mang lấp lóe, phảng phất một mảnh tinh không rơi xuống. Ba, bành, ngao. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, đó là cái gì? Lực lượng khổng lồ rơi vào trên người, để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như một mảnh tinh không, lực lượng tất cả đều rơi vào trên người hắn, đem hắn thân thể đánh nát. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ nhân thủ trưởng. Nữ nhân bộ dáng bây giờ là hư ảo mà ra, cứ việc nhìn xem rất chân thực, nhưng tóm lại cho người ta một loại hư vô cảm giác. Đứng tại trước mặt nàng liền có thể cảm thụ được hắn không chân thật. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhìn ra được nữ nhân phải thủ trưởng có loại chân thực cảm giác. Thật sự, có máu có thịt cái chủng loại kia cảm giác. Hoặc là nói, là nửa bên thủ trưởng, cùng hư ảo thân thể so sánh, càng thêm lộ ra chân thực. Lữ Thiếu Khanh trương miệng rộng, không, không phải đâu. Kia một nửa thủ trưởng là ngươi. Nữ nhân không có trả lời, lại lần nữa một bàn tay rơi xuống, móa. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên trốn tránh. Nếu như là trước đó, hắn có thể không tránh, nữ nhân không quất hắn linh hồn, hắn căn bản không sợ. Hiện tại đã không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh trốn tránh, vô lại. Một bàn tay rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh thần cho nên liên tục chớp động, ngược lại tránh khỏi. Nhìn thấy chính mình tránh khỏi, Lữ Thiếu Khanh trong lòng an tâm một chút, gào thét, đừng phách lối a. Ngươi là ma quỷ, không phải tử cẩu, đừng làm con chó què. Nữ nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hỗn trướng ra hỏa, lại lần nữa một bàn tay đập tới. Bất quá cho dù ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng chụp không trúng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này có hạn không gian giống con linh hoạt con mèo, nữ nhân chụp không trúng hắn. Nhìn thấy mình có thể trốn tránh, Lữ Thiếu Khanh lá gan lại lớn bắt đầu. Phách lối kêu, thế nào? May mắn đánh ta một bàn tay ngươi cho rằng có thể thượng thiên. Nói cho ngươi, đừng xem nhẹ ta à. Hồn đạo, thật là hỗn trướng, nữ nhân sắc mặt âm lãnh, lần nữa xuất thủ, hô. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục trốn tránh, ngươi đến nhiều hơn. Nhưng mà, hết thảy chung quanh phảng phất đình chỉ, lực lượng thời gian tràn ngập. Mặc dù chỉ là một cái liền khôi phục bình thường. Nhưng Lữ lại muốn tránh đã tới không kịp. Ba. Lữ Thiếu Khanh bị một bàn tay đánh bay. Ngao. Vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi quả nhiên là con chó què. Ngươi siêu cấp vô lại con rùa. Nữ nhân không nói gì, mà là một bàn tay rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cứ việc cực lực trốn tránh, nhưng ở thời gian ngừng lại trước mặt, hắn bất luận cái gì cố gắng đều là uổng phí. Ba. Ba. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh một mực tại tránh, nhưng ở người ta địa bàn bên trên, hắn làm sao tránh, một mặt đánh vài chục cái về sau, nữ nhân cảm giác được trong lòng dễ chịu rất nhiều mới lạnh lùng mở miệng, phục chưa? Lữ Thiếu Khanh nằm rạp trên mặt đất, hừ hừ xoẹt xoẹt một lát mới đứng lên, co quắp mặt nói, ngươi, chưa ăn cơm sao? Nữ nhân lực lượng rất lớn, kéo xuống đến, Lữ Thiếu Khanh đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Có một nửa thủ trưởng tương đương với có một kiện trang bị, vẫn là thêm xuyên thấu. Lữ Thiếu Khanh phòng ngự không dậy được phần lớn hiệu quả. Hắn cỗ thân thể này, chỗ tốt duy nhất chính là sẽ không bị ma quỷ tiểu đệ tùy tiện đập nát. Nhưng, cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tùy tiện cúi đầu nhận thua. Nhận thua, hắn coi như không gánh nổi chính mình tiên thạch. Tay của ngươi đánh đau a? Ngươi có gan liền. Ba. Nữ nhân không nói nhảm, lại là một bàn tay kéo xuống tới. Ngao. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chu lên, không bao lâu, hắn lại bị rút đến nằm xuống đi. Thân thể đã mấy chỗ có sưng đỏ, tiêu không đi cái chủng loại kia, một mực tại làm đau. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nhận thua, nhưng nghĩ đến nhận thua tiên thạch liền khó giữ được. Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy điểm ấy đau nhức không tính là cái gì.
hắn nói trong mưa gió. Lữ Thiếu Khanh hát vang một khúc về sau, nước mắt rưng rưng đối nữ nhân nói, ngươi không bằng đi trước ăn cơm đi, hôm nay coi như đánh cái ngang tay. Như vậy tự nhiên vẫn là tiếp tục đưa tới nữ nhân bàn tay. Ba, lại rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay, rút đến Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chu lên. Đau đến hắn toàn thân run rẩy, hắn rất muốn nhận thua, nhưng là vừa nghĩ tới tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy lại tràn ngập lực lượng, có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh cứng cỏi để nữ nhân kinh ngạc. Hỗn trướng tiểu tử có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá rất nhanh nàng liền minh bạch vì cái gì. Nghĩ đến chỗ này, nữ nhân dừng tay. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, xoa thân thể đứng lên, đối nữ nhân nói, ngươi cũng mệt mỏi đúng không? Ngươi đánh ta nhiều như vậy, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nữ nhân lạnh lùng hỏi, phục chưa? Phục ngươi nguội a. Lữ Thiếu Khanh giận, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cho ngươi bậc thang xuống, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nể mặt ngươi, cho ngươi một ngang tay, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh đau đánh phục ta? Nữ nhân mặt không biểu lộ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên, nàng cười, chung quanh quang mang cũng theo trở nên sáng tỏ, giữa thiên địa hết thảy đều theo tiếu dung mà nhu hóa. Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động, ngươi cười cọng lông. Nữ nhân mỉm cười nói, ngươi quên một chuyện, tiên thạch, không cần ngươi cho, ta có thể tự rước. Chương 2767, ta là con chó què. Ta có thể tự rước. Cái này mấy chữ như là sét đánh trời nắng đồng dạng trùng điệp bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh người đều tê. Hắn vội vàng gào thét, chậm, chậm, chậm rãi. Tay nữ nhân cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, trắng tinh ngọc thủ vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Sau một khắc, trong tay liền xuất hiện mấy viên chữ vật giới chỉ. Nhẹ nhàng trôi nổi bắt đầu, để Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh gấp đến độ nhảy dựng lên, đỏ ngầu cả mắt, ngươi, em gái ngươi, không muốn a? Đây là hắn đi lên tiên giới những ngày thời gian chỗ kiếm tiên thạch. Tổng cộng là hơn 1.500 ức, đều là hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiên thạch. Ha ha, nữ nhân cười lạnh, chữ vật giới chỉ trực tiếp biến mất. Lữ Thiếu Khanh phát ra tuyệt vọng thét dài, đừng a, ma quỷ, đem tiên thạch đưa ta. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, nhảy lên một cái, hướng phía nữ nhân đánh tới. Không đem tiên thạch đưa ta, ta và ngươi không xong, hô. Một cái bàn tay đập tới đến, lực lượng cường đại đem Lữ Thiếu Khanh đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Nữ nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi phách lối nữa thử một chút. Tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, không mang theo dạng này chơi. Ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới, đừng xuống tay với tiên thạch. Ngươi chưa hết giận, ngươi lại đánh nhiều mấy bàn tay đi, ta van ngươi. Đem tiên thạch đưa ta đi, kiếm chút tiên thạch không dễ dàng à. Tiên giới vật giá cao, thở một ngụm đều muốn tiên thạch, van ngươi, đem tiên thạch đưa ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình nước mắt lưu không ra. Không phải nhất định vung trên người nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to, nghe giống như rất thê thảm. Nhưng mà nữ nhân lại không hề bị lay động. Lữ Thiếu Khanh là cái dạng gì người nàng rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chữ này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng. Tiểu hỗn đản, mắng bất quá, đánh không thương, mềm cứng rắn đều không làm gì được hắn. Cũng chỉ có linh thạch, tiên thạch có thể làm cho hắn có chút khuất phục một cái. Một khi qua, hắn lại khôi phục bộ kia làm người tức giận bộ dáng. Nữ nhân cảm thấy mình là một cái rộng lượng người, nhưng gặp được Lữ Thiếu Khanh, nàng rộng lượng không nổi. Tiên nữ tỷ tỷ a, hiện tại tiêu phí giáng cấp, tất cả mọi người không dễ dàng, đem tiên thạch đưa ta đi. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, gào khóc đòi ăn, cả nhà đều trông cậy vào ta điểm ấy tiên thạch sinh hoạt, không có tiên thạch, bọn hắn đều phải chết đói. Ngươi là người tốt, thiên đại người tốt, ngươi là đến từ tiên nữ trên trời, tiên thạch cái gì đối ngươi mà nói chính là cặn bã, ngươi không cần thiết cùng ta đùa giỡn như vậy. Ô ô, tiên nữ tỷ tỷ, van ngươi. Tâm lý nữ nhân cái kia sảng khoái a, mặt ngoài thì nhàn nhạt cười, như thế nào? Phục chưa? Go go. Nữ nhân tiếu dung trong nháy mắt biến mất, lại có nghĩ giúp Lữ Thiếu Khanh xúc động, ai đổi ý ai là chó, hỗn trứng đồ vật, tình nguyện làm con chó què cũng không muốn thừa nhận thua. Nữ nhân lạnh giọng nói, ngươi là con chó què. Đúng, con chó què. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, nhận thua liền phải cho tiên thạch, nhất định phải đổi ý. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh được không xấu hổ lớn tiếng thừa nhận, nữ nhân cảm thấy mình trước kia còn là đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh vô sỉ. Đi lên tiên giới về sau, tựa hồ càng thêm dương oai. Ngươi càng là muốn, liền càng không cho ngươi. Tiên thạch, không thể nói. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, biểu lộ đột nhiên biến đổi, chỉ vào nữ nhân quát, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Nữ nhân không lưu tình chút nào, một cước đem nàng đá ra đi, hai cái hô hấp về sau. Lữ Thiếu Khanh xông tới, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, quyền hạn. Nữ nhân đánh gãy hắn, người nói ra đến thử xem.
Nữ thiếu khanh cứ thế mà phanh lại miệng của mình, cắn răng, vẻ mặt cầu xin, tiên nữ tỷ tỷ, không mang theo dạng này chơi. Ngươi trả cho ta một nửa đi, cầu ngươi, đưa ta một nửa, mọi người vẫn là bằng hữu tốt. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nữ thiếu khanh kém chút lại bộc phát, bất quá cứ thế mà nhịn xuống, cắn răng, ta muốn 1000 năm thời gian tu luyện. Cộng thêm đáp ứng ta một cái yêu cầu. 100 năm trước đây 2000 ước linh thạch, 1000 năm liền muốn 2000 tỷ. Hiện tại tiền tệ đơn vị là tiên thạch, nữ thiếu khanh cảm thấy 1000 ước đã là chính mình cho nữ nhân mặt mũi. Tiên thạch nếu không trở lại, chỉ có thể ở phương diện khác tranh thủ điểm chỗ tốt. Nhìn thấy nữ nhân muốn mở miệng, nữ thiếu khanh chỉ nàng nói, trước ngươi cầm ta 13 vạn ức linh thạch, ta còn không có ngươi tính. Ngươi bây giờ còn muốn mặc cả, ngươi cũng không phải là người. Nghĩ đến chính mình 10 mấy vạn linh thạch trong nháy mắt không có, nữ thiếu khanh liền đau lòng, hận không thể đem trước mắt quan tài nện thành cặn bã. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải là người. Đừng a! Nữ thiếu khanh lập tức thay đổi bộ dáng đáng thương, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy. 1000 năm, đã rất công đạo, ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy ta rơi lệ a. Nữ nhân con mắt nhẹ nhàng động một cái, ngươi có thể thử một chút. Ta cũng muốn nhìn xem nhỏ hỗn chứng ngươi như thế nào rơi lệ. Nữ thiếu khanh sắc mặt lập tức lại bắt đầu biến, chỉ vào nữ nhân há mồm liền muốn mở phun. Nhưng nữ nhân tiếng nói nhất chuyển, 1000 năm liền 1000 năm. Nữ thiếu khanh miệng đầu tiên là khép kín một cái, sau đó lại độ mở ra, ta liền biết rõ tiên nữ tỷ tỷ người Mỹ tâm ngọt, khẳng định không muốn xem ta rơi lệ. Tỷ tỷ người tốt, ta chúc ngươi ngày sau sinh 8 con trai. Nữ nhân một bàn tay rơi xuống, đem nữ thiếu khanh quất bay, còn có cái gì nói nhảm muốn nói. Nữ thiếu khanh thử lấy răng, xoa nhẹ 2 lần, mới nói, người đáp ứng trước ta lại nói. Nữ nhân quả quyết một cước đem nữ thiếu khanh đá ra đi. Nữ thiếu khanh xông tới, quát, có thể hay không đừng đá người. Làm chủ phòng, có chút khí lượng được hay không? Nữ nhân lười nhác cùng nữ thiếu khanh nói nhảm, một lần cuối cùng cơ hội. Nữ thiếu khanh bất đắc dĩ, ngươi có thể đáp ứng ta từ bỏ không hỏi mà lấy thói quen sao? Không hỏi mà lấy coi là trộm, hư hỏng như vậy quen thuộc nhất định phải từ bỏ. Ngô, phát cái thể tốt nhất. Nữ nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nữ thiếu khanh, ôn nhu trả lời, không được. Chương 2768, so tiên đế còn đáng sợ hơn tồn tại. Ôn nhu ngữ khí, nói ra để nữ thiếu khanh thương tâm nói. Nữ thiếu khanh rốt cục nhịn không được, cái gì không được. Ngươi đừng quá mức. Như thế một cái yêu cầu nho nhỏ ngươi cũng không thể đáp ứng. Muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi bộ dáng này làm, ta còn kiếm cọng lông tiên thạch, mọi người cùng nhau chết đói được. Muội, cái này thời gian còn có thể hay không qua. Kiếm chút tiên thạch còn không có che nóng liền bị người cầm đi. Ngẫm lại liền tâm tắc, cùng trắng làm công khác nhau ở chỗ nào? Tiếp tục như vậy, giấc mộng của hắn cái gì thời điểm mới có thể thực hiện? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi lại nói nhảm, 1000 năm thời gian ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Nữ thiếu khanh lập tức ngậm miệng, tại chỗ nhăn nhó, ủy khuất ba ba. Hắn cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân nhìn xem nữ thiếu khanh bộ dáng này, lại nghĩ một bàn tay đập tới đi. Bán manh ngươi có thể chuyên nghiệp điểm sao? Nữ thiếu khanh nhìn thấy nữ nhân thờ ơ. Hắn dứt khoát bổ nhào qua, ôm quan tài gào khóc. A, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi chết được thật thê thảm a. Tiên nữ tỷ tỷ, nếu như ngươi còn sống, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy ngươi đáng yêu anh Tuấn đệ đệ bị người khi dễ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi sống tới đi, trước kia đáng yêu hiểu chuyện tiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao lại chết rồi. Ô, phục sinh đi, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Nữ nhân, hỗn chứng ra hỏa. Nữ thiếu khanh dạng này ngao. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Cuối cùng dứt khoát lại một cước đem nữ thiếu khanh đá ra đi. Nữ thiếu khanh cắn răng tiến đến, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ta cam đoan không loạn động tới ngươi tiên thạch. Ngươi dám lại kêu một tiếng, 1000 năm thời gian ngươi đừng mong muốn. Ánh mắt nghiêm khắc, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đá người. Đối mặt cường quyền, nữ thiếu khanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta có thể hỏi ngươi chút chuyện sao? Nữ nhân ánh mắt có chút chớp động. Tựa hồ biết rõ nữ thiếu khanh muốn hỏi điều gì, trước một bước mở miệng, thập tam trọng thiên, ta không rõ ràng. Nữ thiếu khanh nhíu mày, không phải đâu, thần quân đô bắt ngươi xương cốt nơi đó cơ, ngươi không biết rõ. Hừ, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, bọn chúng còn không có tư cách kia. Thần vương đâu? Đồng dạng không xứng. Trong giọng nói tràn ngập coi nhẹ cùng chán ghét, giống như thần vương, thần quân những này ở trong mắt nàng, như là mương nước bên trong con dẹp đồng dạng làm cho người chán ghét. Nữ thiếu khanh lần nữa kinh ngạc, không phải đâu, nửa bước tiên đế cũng không có tư cách. Nửa bước tiên đế. Nữ nhân cười lạnh, càng thêm coi nhẹ, bọn chúng liền tiên đế chân đều sờ không tới. Cũng chỉ có chưa từng gặp qua tiên đế người mới dám nói là nửa bước tiên đế.
Đối với nữ nhân lời nói, Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, ta đã nói rồi, nửa bước tiên đế cũng không tránh khỏi quá yếu. Hắn một cái nho nhỏ địa tiên cảnh giới đều có thể chặt đứt thần vương ngón tay. Nếu như vậy thực lực là nửa bước tiên đế, hắn có lòng tin bước vào thần quân cảnh giới thời điểm làm tử thần vương. Lữ Thiếu Khanh đã sớm cảm giác được không thích hợp, chỉ là thần vương cũng dám danh xưng nửa bước tiên đế. Hắn vì cái gì nghĩ đến dự định đi thập tam trọng thiên đi dạo? Còn không phải cảm thấy thần vương thực lực không tính mạnh sao? Ngươi có thể làm tử thần vương sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân. Đây cũng là hắn chủ yếu một vấn đề. Nếu như nữ nhân có thể làm tử thần vương, hắn không ngại đem thập tam trọng thiên đi dạo mấy lần. Người mang đại sát khí, không đi cấm địa đi dạo, vậy liền không có ý nghĩa. Thập tam trọng thiên, ức vạn năm đã tồn tại địa phương, dù là một năm dài một mai tiên thạch cũng có ức vạn mai a. Nói không chừng phía trên khắp nơi trên đất tiên thạch, đầy đất sáng lóng lánh. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến loại tình cảnh kia, hắn liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chư ca bộ dáng, nữ nhân hừ một tiếng, ta có thể giết, nhưng ta không thể xuất thủ. Là lông. Lữ Thiếu Khanh đứng chết chân tại chỗ. Hắn tựa hồ nhìn thấy một bức tràng cảnh. Phủ kín trên mặt đất tiên thạch giật giật, sau đó dài ra cánh, quịch quịch bay đi. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, vô lực hô hào, không muốn nha. Nữ nhân nhàn nhạt nói, ta không thể xuất thủ, nếu không dễ dàng cho ngươi đưa tới càng thêm đáng sợ tồn tại. Càng thêm đáng sợ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, đừng nói cho ta có tiên đế. Không phải nói tiên đế đã không có sao. Đi lên tiên giới về sau, hắn từ thiên cơ bài bên trong hiểu được đến một chút liên quan tới tiên đế tình báo. Ước vạn năm trước đó tiên đế đã biến mất, thậm chí hồ, trước kia có hay không tiên đế đều không có người biết rõ. Tiên đế tựa hồ chỉ là một cái truyền thuyết. Thần vương thực lực mặc dù không phải nửa bước tiên đế, nhưng đã là tiên giới mạnh nhất một nhóm. So thần vương còn mạnh hơn tồn tại, đừng nói là tiên đế. Nữ nhân nhàn nhạt nói, có lẽ so tiên đế còn muốn đáng sợ. Xoa! Nữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, so tiên đế còn muốn đáng sợ. Đó là dạng gì tồn tại? Tiên giới, quả nhiên rất nguy hiểm. Sư phụ, ta muốn về nhà. Nữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, như vậy, ta đi làm tử thần vương, sẽ dẫn xuất loại này đáng sợ tồn tại sao? Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không biết rõ. Móa. Lữ Thiếu Khanh có mấy phần bực bội. Chẳng lẽ lại thần vương không thể giết chết? So tiên đế còn muốn đáng sợ tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiên đế cường đại đều không tưởng tượng ra được, chớ đừng nói chi là so với tiên đế càng thêm đáng sợ tồn tại. Vừa nghĩ tới có như thế địch nhân đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng liền bất an, bực bội. Nếu như ngươi nghĩ biết rõ, ngươi đi một cái địa phương, có lẽ sẽ có người nói cho ngươi một ít chuyện. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng. Lữ Thiếu Khanh nhãn tỉnh sáng lên, cái gì địa phương? Nữ nhân cho Lữ Thiếu Khanh một tọa độ điểm, bổ sung một câu, vật đổi sao rời, ta cũng không dám cam đoan phải chăng còn có người tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, tốt hơn không có. Có người hỏi một chút, biết rõ tiên giới nơi này cấm kỵ, không về phần khắp nơi xông loạn trêu chọc phải đáng sợ tồn tại. Nữ nhân không có cách nào xuất thủ, siêu việt tiên đế tồn tại đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh đã không có cái gì hào hứng tiếp tục hỏi tới. Tiên giới quá nguy hiểm, vẫn là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình lại nói. Bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu 1000 năm thời gian tu luyện. Chương 2769, trốn hỗn độn. Quản vọng bên này làm xong chính mình sự tình, vừa định dừng lại nghỉ ngơi một chút liền nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh, hắn liền không có cách nào an tâm nghỉ ngơi, dứt khoát liền tản bộ đi qua, chuẩn bị nhìn xem. Đã qua hơn nửa tháng, hắn quả thực có chút bận tâm. Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, không phải tiên quân, lại hơn hẳn tiên quân. Thần quân đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn nhất tại hắn địa phương trên gây sự bắt đầu, hắn sợ chính mình ngàn vạn năm tâm huyết bị Lữ Thiếu Khanh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên quản vọng cảm thấy mình có thời gian nhất định phải đi qua nhìn một chút, mới được. Trên đường đụng phải Ân Minh Ngọc, sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Ngô, đi xem một chút kia ra hỏa. Ân Minh Ngọc lập tức đuổi theo, sau đó hỏi, sư phụ, ngươi vì cái gì đối với hắn coi trọng như vậy? Chỉ là bởi vì hắn là Kế Ngôn công tử sư đệ. Ân Minh Ngọc biểu thị khó có thể lý giải được. Quản vọng dù sao cũng là tiên quân, lại là Quang Minh thành phó thành chủ, thân phận địa vị tại tiên giới nơi này cũng là xếp hàng đầu. Lữ Thiếu Khanh bất quá là vừa xuất hiện tuổi trẻ tiểu tử. Thực lực cũng bất quá là địa tiên cảnh giới. Cứ việc tiên giới tiên nhân đã bị trọng thương, nhưng địa tiên cảnh giới người vừa nắm một bó to. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh tính cách ác liệt, người bình thường nói chuyện cùng hắn. Không ra mấy câu liền sẽ bị tức đến gần chết. Ân Minh Ngọc không rõ ràng chính mình sư phụ vì cái gì coi trọng như vậy, Lữ Thiếu Khanh. Quản vọng lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn là ta đồng hương. Ở cái thế giới này gặp được một cái đến từ cùng một cái địa phương đồng hương, tóm lại là có mấy phần cảm giác thân thiết.
mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận gần chết. Đồng Hương, Ân Minh Ngọc càng thêm không hiểu, sư phụ, hạ giới đi lên người có không ít, vì sao cũng chỉ hắn đâu? Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc biệt sao? Có chút, mà lại hắn là một thiên tài chân chính. Quản Vọng gật đầu, chú ý tới đồ đệ trong mắt không hiểu, hắn chỉ có thể từ một phương hướng khác giải thích. Đồng Hương, cái thân phận này không thể nói tiếp, đây là thuộc về hắn cùng Lữ Thiếu Khanh cộng đồng bí mật. Thiên tài chân chính, Ân Minh Ngọc lần nữa ngạc nhiên, sư phụ, ngươi cũng là thiên tài. Quản Vọng lắc đầu, không đồng dạng, ngày sau ngươi sẽ biết đến. Đang khi nói chuyện, rất nhanh liền đi tới Lữ Thiếu Khanh bế quan nơi này. Quản Vọng mang theo đồ đệ tới, lần đầu tiên liền thấy tại cửa ra vào tĩnh tọa Tiêu Y. Đại Bạch cùng Tiểu Hắc biến thành hai tiểu cô nương một tả một hữu ghé vào Tiêu Y, trên đùi nằm ngáy o o, phát giác được Quản Vọng tới, Tiêu Y mở to mắt, Quản gia gia, ngươi đến có chuyện gì không? Sau đó đối Ân Minh Ngọc làm một cái mặt quỷ. Ân Minh Ngọc tâm mệt mỏi, nàng không biết mình chỗ nào đắc tội Tiêu Y, không nhận Tiêu Y chào đón. Quản Vọng cười ha hả, ta vừa vặn không chuyện làm, ghé thăm ngươi một chút. Tiêu Y cười hắc hắc, ngươi đến xem ta nhị sư huynh liền nhìn nhị sư huynh, làm gì kiếm cớ? Quản Vọng đương nhiên sẽ không thừa nhận, ai muốn nhìn hắn? Hắn đều bế quan, thấy thế nào? Dừng một chút, hắn nhịn không được hỏi, không có phát sinh cái gì à? Kia tiểu tử là thật bế quan à? Tuyệt đối đừng ở bên trong cho ta cả cái gì yêu thiêu thân. Bế quan à, bất quá hẳn là rất mau ra tới đi. Tiêu Y nghiêng đầu nói, nàng được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh bế quan tốc độ, đi vào không có qua mấy ngày liền ra. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, rất mau ra đến, bế quan ngắn như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Đã tính rất dài ra. Quản Vọng im lặng, điểm ấy thời gian, tính là cái gì chứ bế quan a, còn không bằng nói ngủ cảm giác đây. Vừa mới nói xong, bên trong môn mở ra, Lữ Thiếu Khanh ngáp dài ra, khó chịu quát, ồn ào quá, các ngươi còn có để hay không cho người đi ngủ. Quản Vọng im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh còn buồn ngủ, tựa như là thật đang ngủ. Ngươi không phải bế quan sao? Quản Vọng hỏi, làm sao đang ngủ? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, bế quan xong, không ngủ một giấc có thể làm. 1000 năm thời gian, toàn thân trên dưới đều tràn ngập trống rỗng tịch liêu, có loại nghĩ điên mất cảm giác. Lúc này mới ngủ hơn nửa tháng liền bị đánh thức. Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng nói, ngươi phải cao hứng, ta không phải thành chủ, không có rời giường khí, không phải nhất định đem ngươi nơi này đánh vỡ rơi. Ta đánh chết ngươi tin hay không? Quản Vọng cái kia khí a, nói bế quan, ngươi thế mà đi ngủ. Trong lòng may mắn, may chính mình tới đây nhìn xem, không phải cái này ra hỏa đến giấc mộng du lịch. Chính mình vất vả dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp coi như bị hủy. Không được, cũng không thể để cái này ra hỏa tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Quản Vọng vậy mới không tin Lữ Thiếu Khanh ngắn ngủi hơn nửa tháng liền đóng quan. Người bình thường ai sẽ bế quan ngắn như vậy, nhanh như vậy, khoái nam cũng không được. Quản Vọng lo lắng Lữ Thiếu Khanh có mộng du quen thuộc, cho nên, hắn hỏi, ngươi tiểu tử, đừng ở chỗ này bế quan, có phải hay không muốn đi cực nam chi địa? Lên đường đi, sớm một chút đi cũng có thể sớm một chút biết rõ cái ngôn tin tức. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, gấp cái gì? Hắn nói ra một tọa độ, hỏi Quản Vọng, cái này địa phương có xa hay không? Quản Vọng ngạc nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này địa phương đã không còn tồn tại. Có ý tứ gì? Quản Vọng tinh tế giải thích một phen, điểm tọa độ này đã sớm bị đánh thành hư vô, tại tiên giới bên ngoài. Nguyên bản tiên giới là rất lớn, so với hiện tại phải lớn hơn gấp 100000 lần. Đoạ thần cùng tiên nhân ở giữa chiến đấu tiếp tục thật lâu, song phương đánh cho long trời lở đất. Tiên giới trong chiến đấu không ngừng bị đánh vỡ, phạm vi co rụt lại co lại, cuối cùng còn lại hiện nay diện tích. Bị đánh vỡ địa phương trở thành hư vô, gần như hỗn độn trạng thái. Bị tiên giới người xưng là chốn hỗn độn, bên trong ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Có thoát đi tiên giới tiên nhân, rời rạc đọa thần cùng hết thảy không cách nào hình dung nguy hiểm. Đối với người bình thường mà nói, đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nói như vậy, cái này địa phương bên ngoài vũ trụ. Quê quán chính là thông tục dễ hiểu. Quản Vọng gật đầu, không sai, ngươi tọa độ kia điểm là tại chỗ sâu, nghĩ đến sẽ không tồn tại cái gì. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi. Chương 2770, cẩu thí đại lão, ta muốn mắng chết nàng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đúng a, đi xem một chút mà. Kế Ngôn cùng thần vương đối đầu, địch nhân của hắn chính là thần vương. Ma quỷ tiểu đệ nói để hắn cảm nhận được áp lực. Vạn nhất giết chết thần vương. Tung ra so tiên đế còn muốn đáng sợ tồn tại, hắn muốn khóc cũng không kịp. Hắn nhất định phải đi tìm người hỏi rõ ràng, thần vương có thể hay không giết chết, có thể giết chết, hắn cứ yên tâm đi làm. Không thể, hắn liền mang theo Kế Ngôn về nhà. Tiên giới quá nguy hiểm, trở lại hạ giới, trở lại thật lớn mà chỗ ấy cẩu cả một đời. Việc quan hệ chính mình cùng người một nhà an toàn, Lữ Thiếu Khanh không thể không làm đủ chuẩn bị.
Tiêu Y hiếu kỳ lại gần, nhị sư huynh, chỗ ấy có cái gì? Ngươi mặc kệ đại sư huynh sao? Kế Ngôn bị thần vương truy sát, không hề có một chút tin tức nào, Tiêu Y rất là lo lắng. Quản Vọng cũng kỳ quái, không sai, ngươi mặc kệ Kế Ngôn chết sống. Cái kia địa phương có cái gì đặc biệt sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có thể sẽ có thiên thạch a. Nói thật chắc chắn sẽ không nói, chỉ có thể tùy tiện mượn cớ. Về phần Kế Ngôn nha, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng. Đặc biệt là biết rõ thần vương cũng không phải là nửa bước tiên đế thực lực, hắn liền càng thêm yên tâm. Thần vương rất mạnh, Kế Ngôn có lẽ đánh không lại, nhưng muốn chạy, thần vương cũng không làm gì được hắn. Hắn Lữ Thiếu Khanh đều có lòng tin, Kế Ngôn còn có thể không có. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là muốn đi hỏi một chút thần vương, có thể hay không giết chết, nương. Quản Vọng bị tức đến bạo nói tục, tiên thạch, ngươi không đề cập tới tiên thạch có thể chết. Quản Vọng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh ưa thích tiên thạch, nhưng không nghĩ tới sẽ ưa thích đến cái này tình trạng. Là tên vương bát đản nào đưa cho ngươi tin tức nói cái kia địa phương có tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, không sai, là vương bát đản cho ta. Ta nhìn ngươi cũng là một cái tiểu vương bát đản, dạng này ngươi cũng tin. Tin a, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nàng mặc dù là vương bát đản, nhưng hẳn là sẽ không gạt ta, người ta dù sao cũng là đại lão. Đại lão? Sư phụ ngươi? Quản Vọng biểu lộ trở nên tế nhị. Sư phụ ta tính là gì đại lão, hắn so ngươi tuổi trẻ không biết rõ bao nhiêu. Quản Vọng lắc đầu, đạt giả vi tiên, có thể dạy bảo ra Kế Ngôn công tử cùng loại người như ngươi mới, tuyệt đối có thể được xưng tụng đại lão. Hắn khiếm khuyết bất quá là chút thời gian thôi. Nếu như là sư phụ người nói, kia khẳng định có hắn đạo lý. Quản Vọng đối với chưa từng gặp mặt Thiều Thừa tràn ngập kính nể. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh ở chung trong khoảng thời gian này mau tức nổ. Thân là sư phụ Thiều Thừa có thể cùng Lữ Thiếu Khanh ở chung lâu như vậy, tuyệt không phải người thường có thể làm được đến. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, khẳng định không phải sư phụ ta a, sư phụ ta chưa từng tới tiên giới, hắn có thể biết rõ cái gì. Là một vị khác đại lão nói. Đại lão cái rắm, Quản Vọng nghe xong không phải Thiều Thừa nói, lập tức chửi ầm lên, ta nhìn chính là một cái vương bát đản. Cái gì cũng không hiểu, nói hươu nói vượn. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, sắc mặt cổ quái, ngươi đối đại lão có ý kiến. Cái rắm đại lão, Quản Vọng hùng hùng hổ hổ, hư vô địa phương, có thể có cái gì? Tiên thạch, nghĩ cái rắm ăn. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, không sai, cái rắm đại lão, chính là một cái vương bát đản. Ngày sau ngươi gặp được, có thể giúp ta mắng nàng vài câu sao? Quản Vọng biểu lộ hung ác, ngươi bây giờ để nàng đến, ta mắng chết nàng, vương bát đản, không phải đồ vật. Chú ý tố chất, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, ngày sau có cơ hội ngươi mắng nữa. Tốt, hiện tại lên đường đi, ngươi có đề nghị gì sao? Quản Vọng nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, đề nghị của ta là, ngươi đừng đi. Tiến vào chốn hỗn độn nguy hiểm thậm chí so với thập tam trọng thiên còn nguy hiểm hơn. Dù sao, chốn hỗn độn bên trong có rất nhiều không biết tồn tại cùng nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, không có cách nào a, vẫn là đi một chuyến an tâm. Chốn hỗn độn bên trong gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định gặp nguy hiểm. Không giống như thập tam trọng thiên, thực sự nguy hiểm. Nếu như là người khác cho, nghe được nguy hiểm như vậy, không cần Quản Vọng khuyên, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đi. Nhưng đây là ma quỷ tiểu đệ cho địa phương, nguy hiểm lớn hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến. Quản Vọng tức chết, ngươi tiểu tử, có thể hay không đừng như vậy cố chấp. Ngươi cho rằng là thiên tài, ngươi liền chết không được à. Tiên giới so ngươi trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Biết rõ, Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu. Ta đương nhiên biết rõ tiên giới rất nguy hiểm, nhưng không có cách nào a. Đại lão nói chỗ ấy có tiên thạch, ta chỉ có thể đi một chuyến. Quản Vọng tức giận đến cào ngực, cẩu thí đại lão, vương bát đản, không phải tốt đồ vật. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi kích động như vậy làm gì? Lại không để ngươi đi cùng. Quản Vọng cắn răng, ta đương nhiên muốn đi theo đi, ta muốn nhìn ngươi cái này hỗn đản ra hỏa chết như thế nào. Lời này vừa nói xong, liền thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên bất thiện, mang theo hung ác. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bất thiện, ta quên một sự kiện, ngươi có phải hay không miệng quạ đen? Cùng Quản Đại Ngưu phản ứng không sai biệt lắm, Quản Vọng kém chút nhảy dựng lên, ngươi mới là miệng quạ đen, cả nhà ngươi đều là miệng quạ đen. Tiêu Y cười hắc hắc, Quản gia gia miệng so Đại Ngưu kém một chút, bất quá có chút. Quản Vọng tan nát cõi lòng, yêu thương nha đầu này. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được, cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quản Vọng, như vậy, cũng không thể dẫn ngươi đi. Vì cái gì? Quản Vọng tức chết, mặc dù đi địa phương rất nguy hiểm, hắn cũng cực lực không đồng ý, nhưng Lữ Thiếu Khanh kiên trì muốn đi, hắn cũng muốn đi cùng. Trực tiếp tin tức tài liệu không thể rơi xuống. Đồng thời, còn có thể giải quyết tốt hậu quả. Dù sao hỗn đản đồng hương chết rồi,
dù sao cũng phải có người thu thập một cái cho cốt cái gì. Nếu như chết được cặn bã đều không, liền lập cái mộ quần áo. Ta sợ người miệng quạ đen, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, tại hạ giới, ta bị người hậu bối hố chết. Người cút, Quản Vọng gầm thét, người bộ dáng này, ta không dẫn đường, ta nhìn ngươi làm sao đi trốn hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, ngươi quả nhiên là ta tốt đồng hương, xuất phát, đem ngươi đồ đệ mang lên, đến thời điểm có thể làm cái mồi nhử cái gì. Chương 2771, ta đi nói lời xin lỗi, đem mình làm mồi nhử. Ân Minh Ngọc tức chết, quả nhiên là một cái ghê tởm gia hỏa, cùng Kế Ngôn công tử so ra chênh lệch nhiều lắm. Nàng tức giận trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thì rất vui vẻ nói, đúng vậy a, như thế lớn, rất thích hợp làm mồi nhử. Quản Vọng chỉ coi nghe không được, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, cứ như vậy đi, không chuẩn bị chút gì. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có gì có thể chuẩn bị. Quản Vọng nghĩ cũng phải, hiện tại xuất phát, đợi chút nữa, ta đi làm một ít chuyện. Quản Vọng lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm sự tình a. Có thể làm cái gì sự tình? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta người này không có chút nào ưa thích gây sự. Quản Vọng cũng không yên tâm, một mực đi theo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, thẳng đến Quang Minh thành cái nào đó địa phương mà đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh phương hướng, Quản Vọng hãi hùng khiếp vía, mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nói lời xin lỗi a. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu, sau đó liền tới đến Mục Dương chỗ địa phương. Lữ Thiếu Khanh tiên thức quét qua, tìm được Mục Phảng. Mục Phảng cái kia đang tĩnh tọa chữa thương, bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, mở to mắt, phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Quản Vọng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Phảng tại chỗ dọa nước tiểu, ngươi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không cần phải sợ, ta là tới nói xin lỗi. Thực sự không có ý tứ, đến, vật về nguyên chủ. Ta muốn ly khai Quang Minh thành đi trốn hỗn độn, tại trước khi rời đi hướng ngươi bồi cái không phải, ra tay nặng một chút, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Dù sao ngày sau chúng ta không có cơ hội gặp nhau. Mục Phảng, Quản Vọng giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng ngọa tảo không ngớt, Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, mặt trời mọc từ hướng Tây, vẫn là mình đang nằm mơ. Mục Phảng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, hắn lặng lẽ sờ soạng chính một cái vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Không phải đang nằm mơ, hắn muốn làm gì? Không đợi Mục Phảng mở miệng, Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nói, về sau thấy ta không muốn lớn lối như vậy. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, liền dự định ly khai, bất quá ánh mắt quét qua, chú ý tới Mục Phảng quần áo, còn có, không được xuyên quần áo màu trắng, ngươi không xứng. Sau khi nói xong, thân ảnh từ Mục Phảng trước mặt biến mất. Quản Vọng đi theo Lữ Thiếu Khanh trở về, hắn có chút không mò ra Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi tính toán gì? Xin lỗi a, ngươi không thấy được. Quản Vọng sụ mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Hắn tình nguyện tin tưởng thế giới hủy diệt, cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh biết nói xin lỗi. Nhất định có âm mưu gì. Tiểu tử, Quản Vọng lời nói thấm thía, nghiêm túc khuyên nhủ, oan gia nên giải không nên kết, bọn hắn không tìm đến làm phiền ngươi, ngươi cũng đừng tìm bọn họ để gây sự. Cho ta một bộ mặt, cho thành chủ một bộ mặt. Chính là cho các ngươi mặt mũi, ta mới đến xin lỗi, không thấy ta liền nhẫn chữ vật đều trả lại hắn sao. Lữ Thiếu Khanh cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đối ta như thế chiếu cố, trong lòng ta xấu hổ, tại ly khai Quang Minh thành trước đó nói lời xin lỗi, tiêu trừ giữa các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không thể để cho ta trở thành ngươi cùng ngươi giữa đồng nghiệp khúc mắc, đúng không? Quản Vọng vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi, vì sao không tìm Mục Dương, ảnh chính sơ xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hiển thị rõ chân thành, ta sợ bọn hắn đánh ta a, để Mục Phảng thay ta chuyển đạt là được rồi. Khó, Quản Vọng lắc đầu, hai người bọn họ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Ngươi làm như vậy, bọn hắn không nhất định sẽ. Nói đến đây, Quản Vọng bỗng nhiên kịp phản ứng, các loại, ngươi tiểu tử cho bọn hắn đào hố. Chớ có nói hưu nói vượn a, đều là ngươi suy đoán. Quản Vọng mang trên mặt nồng đậm hoài nghi, hắn từ Tiêu Y trong miệng nghe nói qua Lữ Thiếu Khanh. Tại Tiêu Y trong miệng, Lữ Thiếu Khanh túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót, mọi chuyện đều tại Lữ Thiếu Khanh trong dự liệu, địch nhân đều là đần độn trúng kế. Tại Quản Vọng trung lập thị giác xem ra, Lữ Thiếu Khanh chính là giảo hoạt hèn hạ vô sỉ, đem người hố đến không muốn không muốn. Cho nên, Quản Vọng đã khẳng định Lữ Thiếu Khanh là muốn hố hắn hai vị đồng liêu. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quản Vọng trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một đôi mắt hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh tâm nhìn cái thấu. Trực giác tại nói cho hắn biết, Lữ Thiếu Khanh đang đào hầm chờ lấy Mục Dương, ảnh chính sơ bọn hắn hướng bên trong nhảy. Nhưng là trong hầm có cái gì, hắn đoán không được. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp lại, thật tâm nói xin lỗi, hy vọng hòa bình thế giới. Quản Vọng không tin, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, là không còn có biện pháp tín nhiệm. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi không nói cho ta không mang theo ngươi đi trốn hỗn độn.
Tốt, chúng ta mỗi người đi một ngả, như vậy bái bái. Nương, Quản Vọng nhìn xem cười đùa tí tửng, muối dầu không tiến Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm giác được đau đầu. Tiểu tử, ngươi còn coi ta là đồng hương, ngươi nói thực cho ngươi biết ta đi. Quản Vọng bất đắc dĩ thở dài, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tốt a, ăn mềm không ăn cứng Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, hỏi, theo ngươi đối Mục Dương, Ảnh Chính Sơ hiểu rõ, bọn hắn biết rõ ta muốn ly khai Quang Minh Thành, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Quản Vọng nhíu mày, đối với mình đồng liêu, hắn tự nhiên giải, bọn hắn sẽ tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười mà không nói. Quản Vọng minh bạch, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi tiểu tử, muốn giết bọn hắn muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kích a. Quản Vọng nghẹn lời, bất quá hắn nói, vạn nhất bọn hắn đem ngươi nói xin lỗi tưởng thật đâu. Dù sao ngươi cũng đem Mục Phảng chữ vật giới chỉ trả trở về. Mục Phảng bị đánh một trận, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra e ngại. Chữ vật giới chỉ mất mà được lại, không có ăn vào quá nhiều thua thiệt, có lẽ sẽ tại trước mặt phụ thân nói vài lời hữu ích. Có lẽ, bọn hắn xem ở thành chủ phân thượng không tìm đến Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngữ khí tăng thêm, đúng vậy a, chỉ là chữ vật giới chỉ. Quản Vọng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tốt ngươi cái gia hỏa, ngươi thật là hèn hạ.